Chào buổi sáng cô chú anh chị em và các bạn mình nha. Hiện tại là mình đang ở 95 đường Lý Thường Kiệt, khách sạn Cẩm Lai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hôm nay tập hợp vào lúc 4:30 và chuẩn bị xuất phát vào 4:50. Hôm nay đoạn đường đi là 145 km, xuất phát từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khách sạn Cẩm Lai. Xuất phát từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đi Thanh Hóa. Giờ anh em đang chuẩn bị xuống dưới lầu để xuất phát đây. Xin chào chị. Hôm nay giờ này ở Nghệ An không khí rất là lạnh nha. Xin chào. Không khí hiện tại bây giờ chỉ có 12 độ thôi. Hôm nay thì là quá lạnh, mọi người trang bị cho mình rất là nhiều áo. Vâng. Áo ấm, áo lạnh, khăn gì. Mình hiện tại mình đang mặc 4 áo luôn. Một áo cho áo thun bên trong và một áo xe đạp và một áo ấm, thêm cả một áo mưa. Ai cũng trang bị hết. Không khí rất là lạnh. Anh đi đường bên này, đi đường trong này nó vào không? Wow, thấy chưa, một cái không gian gỗ của chủ khách sạn Cẩm Lai. Wow, rất là tuyệt vời luôn nha. Cái cây gì mà nó nù quá trời luôn. Wow, lắm có luôn. Thiên nhiên tự nhiên luôn nha, cái cây lửa tự nhiên luôn. Wow. Khóc đây của bàn ghế. Cái đầu rồng. Wow, vàng quá. Rồng. Wow, vàng quá trời, quá trời dày luôn. Đây thêm một bàn nhỏ nữa. Ông Phật nằm trong cây lửa. Wow. Dày khủng luôn. Quá đẹp. Vòng vài phút nữa thôi thì đoàn chúng ta sẽ xuất phát. Xin chào chị. Lạnh quá chị ơi. Dạ. Xin chào. Hello. Anh đây cho em hỏi, anh cảm nghĩ hôm nay dưới không khí lạnh như thế này anh có cảm nghĩ gì? Như vừa rồi tôi đã phát biểu trong cái clip mà quay một cặp đôi hoàn hảo trong chuyến đi này, đó là anh Lê Huyên và chị Kiều. Wow. À, thêm áo là đôi cặp đôi hoàn hảo trong cái chuyến đi này thì wow. Tôi có nói rõ là anh em càng chặng cuối thì không khí càng hồ hởi phấn khởi. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là đã có thông tin anh Nguyễn Trãi là phó Liên đoàn Xe đạp Việt Nam đã ký quyết định cho 34 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc trong chương trình chiều dài 2.500 km. Cái thứ hai, trong chặng này tối nay nghỉ ở Thanh Hóa và chặng tới là chúng ta đốt nửa chạy tại Lê Bình, thì các
đơn vị và cá nhân xe đạp xung quanh vệ tinh Ninh Bình sẽ về hội tụ tại Ninh Bình, năm du lịch quốc gia. Và năm nay Ninh Bình cũng được tổ chức là năm du lịch quốc gia, và tất cả các cái phong trào xe đạp miền Bắc sẽ quy tụ lại và đốt nửa trại. Xin hết ạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Anh ơi, cho em hỏi hiện tại giờ tình hình Cuba như thế nào anh? Tình hình Cuba rất ổn. Ok anh, rồi, rồi. Em tưởng đâu là Cuba teo rồi. Hiện tại anh em đang tập kết ra phía trước để ghi lại một số hình ảnh lưu niệm tại thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An, ở trước khách sạn Cẩm Lai. Đây, sẽ xuất phát trong vòng vài phút nữa thôi. Chúng ta sẽ xuất phát từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đi về Khánh Hòa. Đi về Khánh Hòa hôm nay nhé bà con. Thì tình hình Cuba hiện tại bây giờ đang rất là teo. Vì không khí lạnh nên đó, Cuba đang rất là teo. Được mình là từ 5 giờ đến 6 giờ anh chị em đi tập trung, là đi nhẹ nhẹ thôi, không cần đi nhiều, đi 15 cũng được nữa, 20 cũng được nữa, không cần đi nhanh. Nhưng mà đến 6 giờ, đúng 6 giờ rồi cái top mà dẫn đường á, mấy anh mà lớn tuổi dẫn đường á thì tới 6 giờ dừng lại tập trung chụp cái tấm hình trời sáng. Rồi từ cái lúc mà chụp hình xong á thì tự như tắt top. Đó, cái lúc đó anh em muốn thể hiện, muốn chạy tốc độ nhiều mà anh chạy, cái đó là không có đó. Thì hôm nay đến thành phố Thanh Hóa thì cái khách sạn Kim Trung thì Đào Đặng đã làm việc rồi. Thì cái khách sạn nó ở bên đây, cái tượng đài ông Lê Lợi bên đây đó. Thì đi, nếu mà anh em mà mới tham gia không biết đường vào Thanh Hóa, cứ hỏi là ngay chỗ cái tượng đài ông Lê Lợi. Còn 2 phút nữa thôi thì đoàn chúng ta sẽ xuất phát. Hôm nay quân số lên đến 65-70 người luôn rồi. Càng đi ra là càng đông nhé bà con. Qua trận ngày hôm nay và trận ngày mai sẽ lên tới 100 hơn. Vài phút nữa thôi thì đoàn sẽ xuất phát. Anh Đại đang khởi động. Bia nhá. Rồi hai bông bia, một chai rượu. Đồ ngọt ăn ngọt đi. Thì chữ dữ ha. Có xe cảnh sát dọc đường rồi. Đây làm đường buổi trưa cũng làm. 95 Lý Thường Kiệt, khách sạn Cẩm Lai. Ai xin chào và hẹn gặp lại nhá. 5 giờ 5 phút. Đoàn chúng em đang khởi động. Khởi động nhẹ. Hello, xin chào buổi sáng luôn. Quá tuyệt vời, hôm nay đoàn hơn 60 bạn đồng viên. Sao là anh Dũng Cá? Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Vừa xuất phát được 7 phút rồi bà con ơi. Anh em đang khởi động để làm nóng vì nhiệt độ hiện tại bây giờ chỉ có 12 độ thôi. Bình tráng chưa? Hôm nay sẽ nhập vô thêm một ít thành viên mới.
nên số lượng hiện tại đang trên 60. Hai ngày nữa thì đoàn sẽ lên tới khoảng trên dưới 100 thành viên. Không khí lúc này đổ ra càng ngày càng quá lạnh mà con ơi. Chúng ta đi càng ngày càng xuống cái nhiệt độ rất là thấp nhá. Hôm nay 12 độ rồi. Càng đi ra thì càng xuống, anh em nói là có thể là xuống 8 độ, 6 độ và 5 độ tùy theo vùng đổ ra nhá. Rồi một số sang đạo hồi cho nên là thân quấn mặt nên rất là các cô lơ Việt Nam là không bảo hôm nay có thể che kín mặt nên không có thấy được đạo bên đạo nào. Tình hình của qua hiện tại giờ đang teo dần rồi. Đây, thành phố Hà Nội còn 288 km nữa nha bà con. Đèn luôn. Đấy, cầu vượt phía trên rồi. Rồi anh em đã đi được 25 km, hiện tại đang tập kết lại, dừng lại vệ sinh, chuẩn bị cho anh em tự do tấp tấp vì trời lúc này đã sáng rồi nên 6 giờ là chúng ta sẽ được tự do tấp tấp, ai thích chạy nhanh thì chạy. Chào chị. Chào. Anh ơi. Chào. Anh em xả xăng. Xả mớ xăng ra. Rồi, tới lấy xe này. Đây, hành trình của bọn em hôm nay là xôi nha, xôi và bánh mì hết tiền rồi bà con ơi. Kinh tế cạn rồi, ra đó chúng ta chỉ chơi xôi thôi. Kinh tế cạn kiệt rồi. Sáng giờ mình cũng làm được 50 km rồi anh hả? Dạ. 50 km rồi, chúng ta ăn xôi thôi. Còn 90 cây nữa. 90 cây nữa, đúng rồi. Ok. 4 trăm 6 nhỉ? 4